Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn các sắc chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn thọ tưởng hành thức chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn nhãn xứ chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn nhĩ tĩ thể thân ý xứ chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn sắc xứ chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn thanh hương vị xúc pháp xứ chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn nhãn giới chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn nhĩ tĩ thiệt thân ý giới chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn sắc giới chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn thanh hương vị xúc pháp giới chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn nhãn thức giới chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn nhĩ tĩ thể thân ý thức giới chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn nhãn xúc chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn nhĩ tĩ thể thân ý xúc chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chỉ rõ Niết Bàn. Phật dùng phương tiện rất là vi diệu vì Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, mà ngăn chặn địa giới chỉ rõ Niết Bàn, ngăn chặn thủy hỏa phong không thức giới chỉ rõ Niết Bàn.